Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và cùng nhau học lời của Chúa tiếp tục ở loạt bài. Đó là bạn đã được Đức Thánh Linh dẫn dắt chưa? Hay là bạn đã bước đi theo Đức Thánh Linh chưa? Đây là loạt bài rất rất là quan trọng. Cho nên chúng ta ghi chép. Chúng ta tập trung bởi vì có những thế lực không muốn chúng ta nghe cái sứ điệp này. Có những thế lực không muốn chúng ta có để nghe lời của Chúa. Amen. Cho nên chúng ta phải biết, thứ nhất, thế lực mà rất gần của chúng ta, đó là xác thịt của chúng ta. Mỏi mệt, nản, buồn ngủ, vân vân. Và một thế lực nữa, đó là linh của sự lừa dối, đó là thế lực của tà ma, của thế giới vô hình. Một thế lực nó thuộc về vương quốc của sự tối tăm. Nó không... Bởi vì nó biết nếu chúng ta nghe sứ điệp này và chúng ta đồng ý hay là quyết định thực hành những điều gì ta học từ nơi Chúa đó, thì nó sẽ mất hẳn chúng ta. Ở Chủ nhật vừa rồi thì chúng ta đã học bài số 1, đó là bạn đã được tự do chưa? Tôi không biết bao nhiêu người còn nhớ điều này. Để chúng ta thực sự bước đi trong Thánh Linh của Chúa được đó, thì chúng ta phải rất là biết mình đã được tự do chưa? Mình được tự do ra khỏi tội lỗi chưa? Mình được tự do ra khỏi những điều mà chúng ta biết rằng nó ràng buộc chúng ta, nó níu kéo chúng ta. Và tôi muốn làm ví dụ trong 9 giờ này, đó là xin mời Bình, mời Trí, mời Khải. Bây giờ Trí sẽ đóng một cái vai, đó là con quyết định bước đi theo Đức Thánh Linh. Rất là khát khao. Con có thể giơ tay lên và nói: Chúa, con khát khao Ngài, con muốn bước đi theo Ngài. Con bày tỏ lòng khao khát của Chúa đi, của con với Chúa đi. Con muốn được thay đổi. Con muốn Chúa dùng con. Con muốn sự vinh hiển của Chúa bày tỏ qua đời sống của con. Bây giờ Bình sẽ đóng một nhân vật rất là xác thịt nha. Thí dụ như là gian dâm đi. Thì trong lúc mà con giơ tay tiếp tục ý Trí, thì Bình sẽ nói vịn vào vai của Trí và nói gì: Bạn ơi, khoái cảm đi. Nói đi Bình. Bạn ơi, khoái cảm đi. Vịn vào. Vâng, đó. Nói đi, bạn ơi, đừng. Dạ. Đừng đi theo Thánh Linh, khoái cảm đi. Bạn ơi, đừng đi theo Thánh Linh, khoái cảm đi. Nhục đi. Đi mê đi. Đi. Khải, tiếp tục đến nói. Trong lúc con nói đi. Ô, nghiện đi, ghen đi. Cảm giác đi. Amen. Cảm ơn mấy con. Anh em, tôi muốn điều này trở thành một cái vở kịch. Anh biết rằng để bước đi theo Thánh Linh nó không dễ đâu này. Và Roma đoạn 8 câu 14 lời của Chúa nói với chúng ta rằng phàm những kẻ nào được Thánh Linh của Chúa dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời, phải không ạ? Tôi đã từng nói rồi và tôi nói lại trong danh của Chúa Giêsu. Nó không phải chúng ta đang ngồi ở trong phòng họp này, phòng gióng này, chúng ta là con của Đức Chúa Trời đâu. Không phải ta ở trong trung tâm của nhà Chúa và chúng ta nói mình là con của Đức Chúa Trời đâu. Bao nhiêu người thừa nhận rằng mình đã tin Chúa rồi, nhưng mình làm những cái việc, mình hành động những cái việc, mình ứng xử những cái chuyện mà nó không xứng với địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Anh thấy không? Chúng ta thấy rất rõ phải không ạ? Chúng ta biết mình tin Chúa, chúng ta biết mình ở trong trung tâm nhà Chúa, chúng ta biết mình ở trong hội thánh của Chúa, nhưng
chúng ta vẫn hành xử, chúng ta vẫn làm những cái việc mà nó không đúng với địa vị làm con của Đức Chúa Trời, phải không ạ? Trên câu Kinh Thánh mà tôi muốn các em học thuộc và sống với câu Kinh Thánh đó, cùng tôi sống với câu Kinh Thánh đó. Roma đoạn 8 câu 14: phàm kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dấp dẫn hay là dẫn dắt thì là con của Đức Chúa Trời. Anh em, không phải tất cả những người đến nhà thờ đều được Thánh Linh dẫn dắt đâu. Có khi người ta đến với nhà thờ, những nhóm xong, nhóm chưa xong, họ đã kéo nhau đi chơi. Nhà thờ là cái nơi mà họ có thể tụ lại với nhau sau giờ nhóm để ăn uống, để vui đùa và bàn những công việc của xác thịt. Cho nên anh em được Đức Thánh Linh dẫn dắt rất rất là quan trọng. Như vở kịch rất là ngắn của chúng ta, nó có thể lột tả một phần nào. Anh em, chúng ta không thể nào nói rằng Chúa nên không cần Chúa mà chúng ta không biết một điều, đó là một kẻ thù rất nguy hiểm. Amen. Nó sẽ đến và cám dỗ chúng ta. Đừng nhục dục sẽ đến nói gì? Đừng khoái lạc đi. Khoái lạc đi, cảm giác đi, cờ bạc đi, lô đề đi, tình dục đi, đê mê đi. Nó đến và bắt đầu nó kéo chúng ta, phải không? Làm sao có một em có thể đi tiến về phía trước mà có người kéo chúng ta? Anh em hiểu gì tôi nói không? Làm sao ta có thể tiến về phía trước mà có một quyền lực kéo có một em nếu chúng ta không được tự do? Ta có nghe chưa? Amen. Anh em có rất nhiều, hỏi 1000 những người tin Chúa Giêsu, từ người yếu đuối cho đến người mạnh mẽ, đó là anh chị em quý bà có muốn bước đi theo Thánh Linh không? Thì tôi tin rằng 1000 câu trả lời là muốn. Nhưng Roma cũng nói gì? Không phải muốn mà được. Nó không trễ đâu anh em, đâu anh em. Tôi đã từng ở trong cái trường hợp này. Anh biết rằng từ cái ngày tôi được bắt đến Đức Thánh Linh, trong lòng của tôi có một sự thèm khát về Ngài. Đến nỗi ngày hôm nay, mỗi ngày tôi đều cầu nguyện với Thánh Linh rằng cái sự biết con về Ngài nó chỉ là hạt cát trên sa mạc, chỉ là hạt nước trong đại dương. Và con muốn biết Ngài nhiều hơn Thánh Linh. Và Thánh Linh hỏi tôi rằng như vậy thì con muốn biết ta, con muốn bước theo ta thì con biết lời của ta mà. Và bắt đầu có những xác thịt bắt đầu đến níu kéo tôi. Tôi cũng có kiên nhẫn. Những kiên nhẫn xong lại sống xác thịt. Bao nhiêu người đã từng kiên nhẫn và sau đó ta sống xác thịt lại nè. Bao nhiêu người chúng ta thấy rằng sau những lần ta hứa nguyện với Chúa, với bằng cả tấm lòng của chúng ta, Chúa lần này Chúa, con sẽ quyết định bước đi theo Ngài. Lần này Chúa cho con một cơ hội nữa đi, lần này con sẽ đầu phục Chúa, lần này thôi Chúa ơi, cho con một cơ hội để con đầu phục Ngài. Và bao nhiêu lần chúng ta thấy cuối cùng chỉ dừng lại là chỗ của lời hứa, phải không ạ? Ta không bước đi được. Thì tôi muốn nhắc cho anh em nhớ, tôi mượn cái vở kịch rất là ngắn, không đầy 10 phút, để nói với anh em rằng nếu chúng ta không có bước một là được tự do thì mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ được Thánh Linh của Chúa dẫn dắt. Amen. Được tự do ra khỏi những điều nhục dục xui khiến, được tự do ra khỏi những điều mà tiền bạc nó cám dỗ chúng ta, được tự do ra khỏi mọi điều mà chúng ta gọi là quyền lực đó, phải không ạ? Thế giới ngày hôm nay tất cả đều chạy theo quyền lực. Có một cuốn sách mà những ngày qua có một người em, đàn em của tôi post lên trên trang Facebook, đó là Church of Mafia, có là hội thánh của Mafia. Và khi tôi đọc cái tựa đề tôi nhìn thấy đúng,
có nhiều nơi nói là hội thánh, nhưng đó coi chừng là một tổ chức mafia của trần gian này. Quyền lực ở đó, quyền lực ở đó, tham lam tiền bạc ở đó, điều hành hội thánh bằng tiền bạc như mafia luôn. Và trong những ngày sau lúc này, tôi và anh em thật sự cần và rất cần được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Mà tôi nói là một lần thứ ba trong danh của Chúa Giêsu. Nếu tôi, anh em hoặc những người đang theo dõi chương trình online, nếu ta không thực hiện bước một, đó là chúng ta được tự do. Amen. Khi ta tin nhận Chúa Giêsu, đó là thời khắc Chúa đã gọi chúng ta lấy sự tự do. Amen. Nhưng đừng có lấy sự tự do đó ăn ở theo tánh xác thịt, phải không ạ? Anh em thấy rằng chúng ta vẫn còn sống theo ý riêng của mình, đúng không? Mỗi người sống mỗi kiểu. Và Kinh Thánh là thước đo, Kinh Thánh là kim chỉ nam cho cuộc đời của tôi và những người tin nhận Chúa Giêsu, trong đó có anh em. Chúng ta không theo, chúng ta không nói rằng con tin Chúa mà chúng ta sống theo kiểu của mình mà không sống theo Kinh Thánh. Tôi thấy rất nhiều người học về Chúa trải ngại hôm nay bỏ cuộc nửa chừng bởi vì họ đi theo ý riêng của lòng họ. Gần đây tôi đọc một cái tin nhắn của một nhân sự mà tôi buồn. Tôi đọc xong tôi cảm nhận là giống người này đã hiểu sai. Đó là dường như là mình bắt người đó hầu về Chúa, chứ không phải là người đó biết ơn Chúa. Người đó ngã lên ngã xuống rất nhiều lần và Chúa đã giăng tay cho Chúa cứu. Nhưng mà trong cái tin nhắn đó không một cái hình ảnh lòng biết ơn Chúa được gửi cho tôi. Tôi đọc xong tin nhắn tôi buồn lắm. Tôi nói ô, thế là người này nghĩ rằng chắc là mình bắt người nào về Chúa, con phải lo cho sự riêng tư của con nữa. Tôi nói như vậy là chấm hết rồi. Tôi yên lặng và tôi nói lòng của tôi là như vậy là chấm hết. Và Chúa phán tôi một lời của Chúa cho chúng con về người đó, là kẻ nào tìm cách ở riêng, tìm chính điều mình ưa thích, thì nó sẽ cãi với sự khôn ngoan thật. Và Chúa nói tôi con yên lặng đi, cái con người đó đã cãi với sự khôn ngoan thật rồi. Và tôi nói anh rằng chúng ta cãi với Thánh Linh là đấng khôn ngoan thật thì làm sao cửa nào mà chúng ta thành công? Chúng ta sẽ không thành công được. Cho tôi lặp lại, bước thứ nhất chúng ta không thể nào bỏ qua được, đó là bạn đã được tự do chưa? Hãy đặt một tay lên lòng của mình và tự hỏi mình, đó là mình đã được tự do chưa? Em như tôi đã nói đó, có nhiều người khao khát, tôi biết họ khao khát, tôi không nói lòng anh em là giả dối. Tôi biết anh em cần ngài. Anh em có thể nhờ người này cầu nguyện, nhờ người khác cầu nguyện, nhờ người kia tư vấn, nhờ người khác tư vấn. Nhưng không phải người đặt tay là người quyết định, mà lòng anh em mới là yếu tố quyết định chính cho việc Đức Thánh Linh dẫn dắt. Amen. Chứ không phải là người đặt tay. Tôi đặt tay rất nhiều con người, và có nhiều người được tự do, được kinh nghiệm Thánh Linh không phải là bởi tôi, nhưng mà rượu mới đổ vào bầu rượu mới. Amen. Họ được tự do, họ đã quyết định từ bỏ tội lỗi, đúng không anh em? Và có những người họ cũng khao khát Chúa, họ lên, họ cần ngài, có biết anh em cần Chúa. Nhưng mà sau sự đặt tay đó, điều gì xảy ra? Chúng ta vẫn thấy rằng mình vẫn vũ như cẩn, là vẫn như cũ, không nhúc nhích gì cả. Amen. Cuộc sống của chúng ta vẫn trở lại một con người cũ, không gì tươi mới cả. Và sáng nay chúng ta đến bài số 2. Kinh Thánh Chúa nói gì? Tôi muốn đọc từ câu 13 trở đi, anh em theo dõi. Thưa anh em, tôi muốn đọc bản Galati đoạn 5 bắt đầu từ câu 13. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó
làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn đứt nhau thì hãy giữ, kẻo cái này bị diệt mất bởi cái khác. Chủ nhật của đời chúng ta tạm dừng ở phần này phải không ạ? Và chủ nhật của đời chúng ta nhìn thấy, tôi có chụp một số tấm hình rất là cảm động khi anh em bắt đầu hành động tự do ra khỏi sự cay đắng, amen. Tự do ra khỏi sự tổn thương, tự do ra khỏi những điều ức ức, tự do ra khỏi những điều mà cầm buộc chúng ta và chúng ta bắt đầu đến với nhau, amen. Ôm anh em mình lại và nói những lời xin lỗi lẫn nhau. Và chúng ta thấy trong bộ nhóm có những người được giải cứu phải không ạ? Bởi vì họ ghen ghét nhau, họ có thể là chị em với nhau nhưng mà họ không thuận với nhau, và cả hai chị em được giải cứu phải không ạ? Được tự do phải không ạ? Nhưng sau khi được tự do, giống như con chim mình nuôi trong lòng, mình cho nó ăn thức ăn của mình có thể nuôi từ nhỏ, nó quen sự chăm sóc của mình. Lớn lên một ngày kia nào đó, cái lòng của mình quên lại đáp lại và nó thoát ra ngoài. Chúng ta thấy con chim nó thoát ra ngoài, người ta gọi là như chim sổ lòng phải không ạ? Nhưng mà có những con chim anh em gì bị bắt lại đó một cách rất là nhanh chóng. Các bạn không? Có những con chim chỉ cần đem cái lòng cũ của nó thôi, mở cửa ra và bỏ một cái chuối vào đó, nó đâu đâu bay vô nó ăn phải không? Có những con chim đem cái lòng mồi ra treo lên để trái chuối, để trái ớt, và nó nhảy xuống phải không ạ? Nó bị bắt lại một lần nữa. Như cuộc đời anh em, cơ hội được tự do đã đến, thời điểm anh em được tự do ra khỏi tội lỗi đã đến, nhưng chúng ta đã lần quần như những chú chim ra khỏi lòng phải không ạ? Chúng ta không chịu bay. Amen. Chúng ta không chịu bay. Chúng ta bay xa cái nơi mà chúng ta đã từng sống trong quyền lực của tội lỗi. Chúng ta chị em em. Chúng ta bay ra khỏi cái chuồng đó là tâm trí của tôi và anh em. Bởi vì chúng ta luôn luôn đi theo lối mòn. Người miền Bắc có câu là bộ đồ già. Đó là những người mà từng trải với xã hội đó thì cực kỳ là khó để họ được đụng chạm, được thay đổi. Bởi vì tâm trí của họ lẳng quẳng một chút xíu là đi lại lối mòn, lẳng quẳng một chút xíu là trở lại với cái tư tưởng cũ của chính mình. Anh em, chúng ta là những người Chúa Giêsu đến, Ngài gọi chúng ta ra khỏi ngục tù. Cho tôi nghe cả em, ta đã chết cho con, hãy bước ra. Anh em thấy một hình ảnh mà tôi nhận ngay bây giờ, đó là cái câu chuyện trong công vụ sứ đồ, khi Phi-rơ vì cớ danh của Chúa Giêsu ông bị bắt bỏ vào tù phải không ạ? Hội thánh thì ở nhà cầu nguyện cho ông, đúng không ạ? Và nửa đêm thiên sứ xuất hiện. Amen. Thiên sứ không cần để nói ô quản giáo, xin mượn cho tôi mượn cái chìa khóa chút. Thiên sứ không nói gì đó. Thiên sứ không đến với giám đốc của cái trại tù đó mà nói gì, cho mượn chìa khóa một chút. Thiên sứ không nói như vậy. Thiên sứ đi xuyên cửa. Amen. Có phải không? Và đi vào cái chỗ mà chân của Phi-rơ đang bị cầm lại phải không ạ? Amen. Đến nỗi Phi-rơ cứ nghĩ đó là một giấc mơ thôi. Anh em, cuộc đời của tôi và anh em cũng vậy. Chúng ta bỏ được ma túy, đó là một giấc mơ trong cuộc đời của chúng ta không? Có nhiều người không dám mơ luôn đó. Nhưng mà Chúa làm như một giấc mơ rất là màu nhiệm trong cuộc đời của tôi và anh em. Amen. Có những người muốn thoát ra khỏi ngục tù của rượu chè. Chúa đến ta, đó là một giấc mơ không? Đó là một giấc mơ. Amen. Phi-rơ nghĩ đó là một giấc mơ. Và thiên sứ nói gì? Hãy theo ta. Chúng ta thấy khi ông quyết định đi theo Ngài, thiên sứ đâu cần phải mở cửa mông đâu. Anh em để ý giúp cái điều này rất mầu nhiệm, khiến ta quyết định vâng lời Chúa, đi theo Thánh Linh, mọi xích xiềng của đời của tôi anh em sẽ bị rụng rời. Anh em có tin điều này không? Tôi tin điều này. Phi-rơ, thiên sứ không cần đúng chìa khóa vào ổ để mở chân của ông đâu. Anh em, thiên sứ nói hãy theo ta. Ông trở dậy và ông bước ra, ông còn nghĩ ông đi trong mơ này mấy. Cho đến khi ông ra tới cửa nhà tù, ông nói: Chúa, cái chuyện gì xảy ra như thế này?
Cái chuyện gì mà ra khỏi nhà tù, bây giờ mình thấy mình đi như trong mơ, mà bây giờ ông thấy thật sự ông là người được giải cứu, amen. Và thiên sứ nói ông hãy trừng mặt ra. Và bắt đầu thiên sứ biến mất. Kinh thánh kỹ thuật là điều tôi tin. Kinh thánh không bao giờ nói dối với tôi và anh em. Anh em tại sao những sự kiện của đời của tôi và anh em chưa được bứt phá? Có những anh em được giải cứu, quỷ nó ra đó, được đưa đuổi đi đó, sau mấy ngày trở lại y chang cái bản cũ. Tại sao? Bởi vì sau khi cậu giải cứu, người đó không chịu bước đi theo Đức Thánh Linh, amen. Amen. Người đó đi theo xác thịt. Người đó vẫn thích sống theo ý riêng. Người đó vẫn thích làm những điều mà lòng của mình thích hơn là Chúa thích. Chúng ta dỡ nhanh ra một câu kinh thánh mà anh em phải buộc học thuộc. Chúng ta đến với Philip 3 câu 19. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy một mình làm cái gì anh em? Hoa Quảng Nông chắc không vậy? À anh em, chúng ta để ý câu kinh thánh này nha. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chủ mình. Anh em thấy khi một con người lấy bụng mình, lấy ý riêng của mình làm ý của Chúa, amen, làm Chúa mình mà, amen, mình sống độc tôn, mình sống theo cái kiểu của mình, chứ không phải là theo cái bản vẽ của Đức Thánh qua lời Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta. Kinh Thánh là bản vẽ cho cuộc đời của tôi. Đức Chúa Trời là thiết kế cuộc đời của tôi qua từng trang Kinh Thánh cho con nghe chị, amen. Hallelujah. Và tôi chịu đi qua từng trang Kinh Thánh để cuộc đời tôi được thay đổi. Ngày hôm qua tôi có coi một cái tấm hình mà tôi có lưu lại. Tấm hình rất ý nghĩa. Đó là những người nghèo khổ, những người nghiện rượu, nghiện ma túy, những người homeless, những người rất bần cùng. Người ta đi qua cúng Kinh Thánh, người ta vẽ cúng Kinh Thánh như thế này. À, và những người nghèo khổ đó, những người bất hạnh, những người nghiện ngập đi qua Kinh Thánh. Họ đi đường này, đi qua cúng Kinh Thánh, toàn là say rượu, nghiện ngập, chè chén, khốn cùng, thất vọng, chán chường, mệt mỏi. Họ đi qua cúng Kinh Thánh. Và chúng ta thấy điều gì không? À, họ đi qua cúng Kinh Thánh, bắt đầu từ chỗ này đi ra, họ trở thành những kỹ sư, trở thành những mục sư, trở thành những luật sư, trở thành những con người nổi tiếng, amen. Anh em có tin rằng Kinh Thánh biến đổi cuộc đời của anh em không? Và ở đây nói rằng là sự cuối cùng của họ là hư mất. Khi chúng ta bắt đầu lấy bụng mình làm Chúa mình, bụng nói lên tư dục của xác thịt, phải không? Có phải không? Mình làm Chúa mình. Đi với Chúa phải có chút rượu này, đi với Chúa phải có chút thuốc lá này, đi với Chúa phải có một chút bia này, đi với Chúa phải có một chút gái gú này, đi với Chúa phải có một chút tiền bạc này. Anh em, và đó là những ý kiến mà mình cho là Chúa của mình. Ngày hôm nay ở tại Việt Nam mình có phúc âm thịnh vượng cực kỳ nguy hiểm. Tôi nói em cực kỳ nguy hiểm luôn. Họ còn dạy người ta làm giàu. Và những người đó là những người không thể nào chịu khổ được với Đấng Christ. Lấy một mình làm Chúa mình thì cái đáp số đó là cuối cùng họ là hư mất, amen, đánh mất linh hồn luôn. Giuđa Iscariot chắc là trong thời điểm đó ông nghe về phúc âm thịnh vượng đó, cho nên ông muốn giàu, cho nên ông bán cả ông thầy mình là Chúa Giêsu lấy 30 nén bạc hả? Cho ông nghe giảng về phúc âm thịnh vượng, ông muốn giàu có. Tôi không tin vào, xin lỗi, tôi tin vào sự phước hạnh của Chúa làm cho mỗi một chúng ta được giàu có, amen. Nhưng tôi không tin vào phúc âm thịnh vượng. Là không phải cứ nhất một là một người nào tin Chúa phải là giàu có, không phải.
Amen. Không phải, không phải cứ một mục sư phải là người giàu có, không phải. Và chúng ta thấy điều gì ở câu thánh này nữa? Lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển. Ồ, có nhiều người ngày nay vay tiền mua xe hả, và họ cứ nghĩ rằng vinh hiển. Hồi đâu cũng nói là chúa cho họ, nhưng mà chúa nói gì? Con làm chứng dối mất rồi, vì con vay tiền con mua xe mà con nói rằng là ta cho con. Có những người vay tiền làm điều này điều kia, mua đất đai, buôn bán bất động sản, và cứ làm chứng rằng là chúa chúng tôi rất là nhiều tiền, và chúa nói gì? Con là người làm chứng dối. Anh em, cái thánh chúa nói gì nữa? Chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Lời này sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh của chúa tại Philip phải không ạ? Anh em ngày nay con cái chúa cứ tư tưởng về thế gian. Bao nhiêu người chúng ta thấy rằng chúng ta là từng tư tưởng về thế gian và cuối cùng chúng ta là hư mất. Cứ tư tưởng về thế gian, mình không thỏa lòng với những điều gì Chúa ban cho mình, mình không thỏa lòng với những điều gì Chúa đã làm cho mình. Và ta quay trở lại với Galati. Sau khi được tự do rồi thì câu 16 tôi muốn chúng ta cùng nhau đọc mạnh mẽ lên. Câu 16, 1, 2, 3. Vậy anh em được, tự do rồi mà nếu anh em không bước đi theo Thánh Linh thì tôi nói anh em rằng chúng ta sẽ trở lại cái con người cũ của mình này. Thì tôi nói anh em rằng chúng ta sẽ trở lại với tư dục của xác thịt, phải không ạ? Như khi nãy tôi nói, tại sao có những người được giải cứu rồi họ vẫn sống một cuộc sống thất bại? Tại sao những con người đã ở trong trung tâm rất tốt rồi họ trở về lại với cộng đồng của xã hội họ lại vấp ngã? Đơn giản lắm anh em, bởi vì những việc làm của họ khi ra ngoài trung tâm họ không đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh nữa, amen. Họ lấy bụng mình làm chúa mình. Đức Thánh Linh của Đấng Christ, Đấng tôi tin, Đấng tôi có mối quan hệ, Đấng tôi biết, Đấng tôi khát khao, Ngài không phải dẫn, Ngài nói về Đức Thánh Linh dẫn dắt, chúng ta nghĩ rằng Ngài dẫn ta đi vào những chuyện lớn không ạ? Chuyện đuổi quỷ hay là phép lạ, không phải. Không phải chỉ như vậy đâu. Nhưng Ngài dẫn chúng ta từ cái lớn cho đến cái nhỏ. Amen. Chúng ta sẽ thấy vào ngày mai. Chúng ta sẽ học được điều này vào ngày mai. Nên rồi chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng ồ, chắc là Chúa dẫn chúng ta vào chuyện lớn. Còn những chuyện nhỏ nhỏ này chắc là Chúa không làm đâu, không có đâu. Anh em, cho đến việc đó mà có những anh em không hiểu tại sao Ngài Kha nói gì? Hãy bắt cho tôi những con trồn, những con trồn nhỏ đang phá hại vườn nho. Chúng ta có tin là điếu thuốc lá, một hơi thuốc lá nó phá hủy đời sống của tôi và anh em theo Chúa không? Một chút men làm vậy có đâu không? Nó phá nát cái tất cả điều gì mà chúng ta đã dâng hiến của đời của ta cho Chúa. Sự tận hiến của chúng ta cho Chúa. Sự cố gắng ta đi với Chúa, thời gian ta đã đi với Chúa. Một chút men làm dậy cả đống bột, chỉ cần một chút teo tội lỗi thôi. Như tôi bây giờ, tôi vẫn còn ý chí tự do, em ạ. Có phải không? Tôi vẫn còn ý chí tự do. Tôi là một mục sư không có nghĩa là tôi mất ý chí tự do hay là cái điều đó tôi đã chết hẳn, không có. Tôi vẫn còn ý chí tự do. Có phải không? Bia, rượu, thuốc lá phải không? Và những điều khác. Nhưng mà tôi quyết định tôi không phạm những điều đó, bởi vì tôi biết rằng nó sẽ hủy cuộc đời của tôi. Chỉ một chút men thôi làm dậy cả đống bột. Và men đó là hình ảnh của tội lỗi phải không ạ? Có phải không ạ? Và Chúa nói ta trong Cô-rinh-tô về men Chúa nói gì? Hãy trở nên một đống bột mới không có men. Đó là cuộc đời của chúng ta. Cái bánh nó nói về sự sống của chúng ta. Không có men là không có dính líu đến tội lỗi. Chúng ta sẽ nhìn thấy ổ bánh mì, cục bột, người ta trộn với men phải không ạ? Lấy ổ bánh mì đã bằng hai ngón tay, họ làm hình thù của ổ bánh mì đúng không ạ? Và chúng ta thấy gì? Bắt đầu đi qua lửa một phát, bằng hai ngón tay, bây giờ nó bằng bốn ngón tay phải không? Có phải không anh em? Điều gì khiến nó to vậy? Men.
đời sống của tôi và anh và chỉ cần một chút men nó trộn lẫn vào đời sống này. Khi lửa của sự cám dỗ đến, nó lòi ra những cái điều thèm muốn trong tôi và anh em. Nếu những người giấu cái men về dâm dâm ôi, khi họ gặp một cô gái mà sẵn sàng cho ăn bánh không tốn tiền, là lòng của họ rạo rực và bắt đầu lọc bộc lộ cái men đó. Có phải không? Với một người đồng tính luyến ái mà không thực sự đầu phục Chúa, cái men đó vẫn ở trong đời sống của chính mình. Và gặp một người nó trong cái giới đó, nó bộc lộ ra hết. Nó bộc lộ ra hết. Một người có cái men cờ bạc giấu ở trong này, khi gặp cơ hội đánh bạc, họ sẵn sàng. Bởi vì nó lộ ra hết. Các anh em yêu dấu của tôi, cho chúng ta hãy trở nên đóng bột mới không có men. Cho nên chúng ta được tự do rồi, nhưng xin đừng lấy sự tự do đó, ăn ở thể thánh xác thịt này. Xác thịt luôn luôn níu kéo tôi và em không bước đi với Chúa được. Cho tôi nghe chị amen. Hallelujah. Xác thịt luôn luôn níu kéo tôi và em. Xác thịt luôn luôn cầm giữ tôi và em. Xác thịt luôn luôn nói gì? Đừng. Phải không ạ? Chúng ta muốn kiêng ăn, nó đem sức ăn đến. Chúng ta muốn vâng lời Chúa, nó đem sự cám dỗ đến, phải không? Đủ điều nó xảy ra cả. Và có nhiều người đã không biết lý do tại sao mà nói Chúa tại sao như vậy? Tại sao con khao khát mà Chúa không làm thành cái lòng ao ước của con? Bởi vì sự quyết định từ bỏ tội lỗi là của tôi và anh em, chứ không phải là của Chúa. Sự quyết định xử lý xác thịt, giết chết xác thịt, làm chết đi những điều ham muốn trong cuộc đời của tôi và anh em là của tôi và anh em, không phải là của Chúa. Amen. Cho tôi nghe chị amen. Phaolô từng nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Ông quyết định đóng đinh ông vào thập tự giá với Christ. Ông quyết định đóng những điều ham muốn tư dục xác thịt của ông vào thập tự giá với Đấng Christ. Amen. Chứ ông không có một lời cầu nguyện là Chúa ơi, xin đóng đinh con vào thập tự giá với Đấng Christ. Không có. Amen. Không chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng Chúa ơi, giúp con thắng hơn xác thịt. Không có. Kinh Thánh nói gì? Chúng ta không có mắc nợ xác thịt để rồi sống theo ý muốn của nó. Amen. Bởi vì Chúa đã trả nợ cho tôi anh em trên thập tự giá cách đây hơn 2000 năm về trước rồi. Tôi muốn dùng một cái ví dụ để chúng ta thấy sự quan trọng việc Chúa đã trả nợ để chúng ta được tự do. Một người mắc nợ không có tiền để trả, loay hoay không có tiền để trả, bị chủ nợ đến đứng trước cửa nhà hăm dọa, đòi bắt vợ, đòi bắt con, phải không? Tống tiền. Và ai ở trong cảnh nợ nần rồi chúng ta biết, phải không ạ? Nó khổ lắm, nhục nhã lắm, áp lực lắm. Và đang lúc loay hoay vì không còn cái gì trong nhà bán. Và cuối cùng có một người đến trả nợ. Tôi đồng ý trả cái khoản nợ này. Chúng ta tưởng tượng cái người mắc nợ nó mừng không? Quá mừng. Chúa Giêsu đã viết giấy nợ tội của tôi bằng những giọt máu của Ngài. Amen. Con nợ với xác thịt này, con nợ với gian dâm, con nợ với thần tượng, con nợ với hận thù, con nợ với ghen ghét, con nợ tội, vân 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 vân. Bây giờ ta đã trả nợ cho con xong rồi, nghe Ngô Tấn Sĩ. Tôi được tự do không anh em? Tôi được tự do. Tự nhiên một con người, một đấng tôi chẳng hề hay biết. Amen. Amen. Anh em cũng chẳng bao giờ biết Ngài là ai, phải không? Cho đến khi anh em nghe nói có một đấng yêu thương anh em là Chúa Giêsu, phải không? Ngài yêu đến mức độ Ngài tuôn đổ những giọt máu cuối cùng trên thập tự giá năm xưa để trả nợ cho Bình, để trả nợ cho Cường, để trả nợ cho Hải, để trả nợ cho Sơn, để trả nợ cho Hải, để trả nợ cho Tuấn Anh, để trả nợ cho anh Tĩnh, để trả nợ cho Khải. Trong đó có chính tôi và có tất cả những người ở trên thế giới này. Như cái đêm đầu tiên mà sau hai ngày tôi được Chúa giải cứu, Chúa dạy tôi rằng nếu có ai bạn con mời con hút thuốc lá, con đừng nói là con bỏ hút. Bởi con bỏ người ta sẽ mời con hút vài hơi. Mà khi con hút vài hơi con sẽ hút lại y một điếu. Mà con hút một điếu con sẽ hút một gói.
Và tôi đã vâng lời Chúa khi bạn bè tôi mời tôi thuốc lá. Tôi nói gì? Anh sĩ không biết hút thuốc lá. Bạn trong làng chơi của tôi đó nói gì? Anh điên. Anh điên thiệt cho anh sĩ ơi. Anh đã dạy tụi em hút cần sa thế nào cho phê, trộn với siêu sen hút như thế nào cho nó phê. Bây giờ anh nói anh không biết thuốc, anh điên rồi. Nó đứng chửi đổng tôi một cái, bỏ đi về. Và anh biết điều gì xảy ra không? Nó đi về, tôi quay lưng đi vào nhà. Lần đầu tiên tôi biết làm người. Lần đầu tiên tôi đi vào nhà mà sung sướng lắm. Bởi vì mình không phạm tội. Không, mình không làm nô lệ cho tội lỗi nữa, phải không ạ? Không ạ. Tự do. Anh em chỉ có người làm nô lệ là người hiểu được hai chữ tự do quý giá như thế nào. Người sống trong quyền lực tội lỗi, họ hiểu được tự do. Người đã từng sống trong tù đó, mỗi ngày họ trông đợi hai chữ tự do, phải không ạ? Tự do với bên cạnh người thân của mình. Amen. Tự do ăn những thức ăn ngon. Amen. Trong tù làm gì có phở, đúng không anh Tĩnh? Trong tù làm gì có canh, toàn là đại dương không à. Lặng 15 phút muốn tắt thở, không có cái gì hết. Có phải không các anh em? Và những người đó, người ta hiểu được giá trị của sự tự do. Tôi càng đi với Chúa, tôi càng yêu Chúa vì tôi hiểu được cái từ này. Và Chúa làm cho tôi được tự do ấy này. Trước đây tôi sợ hãi, tôi không được tự do. Vì tôi bị ngỡ trong ngục tù của sự sợ hãi, ở trong ngục tù của sự tổn thương, ở trong ngục tù của sự hận thù, ở trong ngục tù của sự cay đắng, ở trong ngục tù của sự mặc cảm, ở trong ngục tù của sự mệt mỏi. Không có sự hy vọng cho cuộc sống của tôi. Và Chúa cứu tôi, nên tôi ra khỏi ngục tù đó. Tôi nói em, tôi không bao giờ muốn tôi quay trở lại đó em. Tôi không bao giờ muốn, bởi vì cái sự tự do mà Chúa ban cho tôi đó, tự do ra khỏi tội lỗi em. Nhưng mà sau khi đã được tự do rồi, có Đức Thánh Linh là đấng đang thay cho Chúa Giêsu. Amen. Chúa Giêsu nói ta sẽ nài xin Cha ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi và ở trong các ngươi và ở với các ngươi đời đời. Tin Chúa Giêsu là một điều tốt rồi, nhưng sau đó hãy đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Cho tôi nghe chữ amen. Anh em, Chúa Giêsu Phaolô ông viết cho cộng đồng người Do Thái tin nhận Chúa Giêsu, họ giữ luật nhưng họ không có Đức Thánh Linh. Anh em, và những người ngoại đạo tin nhận Chúa nhóm tại hội thánh thành Galati, ông khuyên họ rằng là nếu anh chị em nói mình được tự do thì hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm tròn. Amen. Chớ hề làm tròn có là gì? Có những người không hiểu công thánh này. Chớ hề làm tròn họ nói, họ hiểu gì? Ồ, mình uống rượu mà đừng có trở thành nghiện rượu được. Nhưng có ai uống rượu mà không trở thành người nghiện rượu? Có những người ma túy nói gì? À, mình chơi được, mình bỏ được. Nhưng mà có ai chơi ma túy mà tự bỏ được đâu? Dạ, các bác cho em xin chữ amen để em dâng cho Chúa nè. À, có những người nói gì? Ô, mình cá độ bóng đá. Ô, mình cá độ một lần này thôi, không bao giờ cá lần thứ hai đâu. Nhưng mà có ai cá một lần mà không bán nhà không? Anh em thấy không? Rõ ràng họ không hiểu công thánh đây. Cái nói chú là gì? Chớ làm tròn có lì, có những tư tưởng sự cám dỗ sẽ đến cho tôi nghe chả nè. Nhưng đừng bao giờ làm theo, làm tròn theo cái sự cám dỗ của xác thịt, của ma quỷ đưa đến. Thế nên là ngày nay tôi đã là người làm Chúa rồi, tôi có bị cám dỗ không? Bao nhiêu người nói ở đây là có cám dỗ nè. Tôi giơ cả hai tay tôi thay mặt cho vợ tôi giơ luôn, tay phải tay trái. Anh em, tôi vẫn bị cám dỗ. Những cái điều mà giúp tôi đắc thắng được đó là tôi phải quyết định bước đi theo Đức Thánh Linh. Amen. Tôi không bước đi theo xác thịt được. Và sáng nay chúng ta thấy rằng là bước đi Thánh Linh điều rất là quan trọng. Mà để bước đi được theo Thánh Linh thì cái bước số 2 anh em, đó là chúng ta phải biết xác thịt là gì. Chúng ta nghe chứ amen. Chúng ta phải biết xác thịt là gì. À, câu 17, bước đi theo Thánh Linh chớ làm tròn những điều ước muốn của xác thịt. Và câu 17, sứ đồ Phaolô giải thích rất rõ về xác thịt và Đức Thánh Linh. Vì xác thịt
có những điều ưa muốn trái hay là ngược lại với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Anh em bước xa mà tôi nói rất nhiều, mà bây giờ chúng ta mới đi vào cái nội dung chính. Để bước được đi theo Đức Thánh Linh sau khi chúng ta được tự do, thì anh em phải biết xác thịt là kẻ thù của Đức Thánh Linh. Anh em phải ghi xuống điều này, phải biết rất rõ xác thịt là kẻ thù của tôi và anh em, là kẻ thù của Đức Thánh Linh. Amen. Xác thịt là cái gì? Có phải là cái flesh này không? Có phải cái body này không? Có phải flesh này không? Có thịt này không? Phải. Nhưng mà xác thịt mà cái thánh nó ở đây là nói về bản chất tội lỗi trong mỗi con người của chúng ta. Bản chất tội lỗi. Thế thì tôi muốn hỏi này, anh ngước mắt nhìn tôi. Hòa Quảng Nôm, theo con thì nhà con đi Chúa với Chúa rồi hơn 2 năm rồi, con có phát hiện là trong con vẫn còn cái bản chất tội lỗi không? Có không? Khải à, con đi với Chúa gần 4 năm nay rồi, con có phát hiện trong con vẫn còn bản chất của tội lỗi không? À. Bình, con là người mới vào trung tâm được 4 tháng chưa? À, gần 4 tháng. Thế thì con thấy rằng mỗi ngày con có phát hiện được bản chất tội lỗi nó vẫn còn ở trong con không? Hải dễ thương, con đi với Chúa lâu rồi, thế thì con có phát hiện được bản chất tội lỗi vẫn ở trong con không? Vâng. Amen. Con là người thiểu số, thế thì con có biết rằng là bản chất tội lỗi, những cái xấu nó vẫn còn ở trong con không? Anh em để ý nha, ba người nói vẫn còn nào. Đúng rồi, cảm ơn anh em. Vì cớ chúng ta biết, nhưng chúng ta không biết cách để thắng. Có phải không? Và chúng ta cứ để, chúng ta cứ làm nô lệ nó, trong khi chúng ta được tự do ra khỏi nó rồi em ơi. Chúng ta không có mắc nợ với nó nữa, nhưng mà chúng ta cứ ở dưới cái quyền của nó. Anh em làm một hầu việc Chúa, lúc nào ta hứa với Chúa là con sẽ hầu việc Chúa, con sẽ tầm hiến cuộc đời của con cho Ngài. Nhưng khi vui thì chúng ta hầu việc Chúa, khi buồn thì chúng ta bắt đầu muốn bỏ của chạy lấy người. Khi nào mọi cái diễn ra thuận ý của mình, bạn gái cái gì cũng bước nào cũng thuận lợi cả, từ khi yêu cho đến chụp hình ngày cưới cái gì cũng thuận lợi cả, không có gì bạn gái chưa từng đá vào lái mình, thì mình dễ dàng nói ô Chúa thật là tốt lành. Nhưng khi Chúa cho phép bạn gái đá vào lái, hồi quánh rờ ve mình một phát, mình đỡ chặt lắc cái bóng luôn, cái mình nói Chúa gì kỳ cục quá. Và bắt đầu từ cái điểm đó mà mình không muốn hầu Chúa nữa, thì tôi nói em rằng làm sao có thể nói rằng chúng ta bước đi theo Đức Thánh Linh đây? Có một số anh em ở đây lâu rồi, chúng ta thấy thầy trò của chúng ta đã đi qua những cái chủng như thế nào, phải không? Amen. Có nhiều khi thật sự là nguy hiểm, nhưng mà chúng ta cứ cậy nhờ Chúa, cậy nhờ Chúa, và Thánh của Chúa dẫn ta đi qua cái chủng đó cho tôi nghe chứ. Amen. Ngài dẫn ta đi qua cái chủng đó và Ngài dẫn ta tiếp tục lên những nơi cao mà Chúa muốn chúng ta đi. Amen. Và những bước qua trong cuộc đời của tôi và anh em, đó là phép thử. Anh em, Chúa coi thử lòng của chúng ta, Chúa coi lòng của chúng ta trọng thành của Chúa như thế nào cho tôi nghe chứ. Anh em, có những người vui thì hát mạnh mẽ lắm, buồn thì vô đứng, đôi khi không muốn hát nữa. Như vậy không thể nào nói rằng chúng ta yêu Chúa được. Chúng ta coi Chúa mình như một vị thần sao? Như một người đầu năm thì đi hành hương và cúng xong một cái về nhà làm ăn phát lạc thì nói ồ cái chùa đó linh này, và làm sao đi đến cái chùa đó nữa, phải không ạ? Anh em, Chúa của chúng ta không phải là cái chùa. Amen. Chúa của chúng ta ở khắp mọi nơi, không có nhà thờ nào linh và chẳng có nhà thờ nào không linh cả. Amen. Chỗ nào có Chúa, chỗ đó có những điều kỳ diệu xảy ra. Hallelujah. Cho nên anh em của tôi, để ta bước được đi theo Đức Thương, chúng ta phải phát hiện được một điều mà nó mang tính chất gọi là chân lý, đó là phải biết xác thịt là ai, xác thịt quyền lực nó như thế nào. Amen. Amen không ạ? Và bây giờ tôi muốn chúng ta bắt đầu đi vào để thấy quyền lực của xác thịt rất kinh khủng anh em. Thế anh em Thánh Linh có những điều ưu muốn không, ước muốn không? À, mời thầy Hưng có thể cho cái mic cho thầy Hưng đi ạ. À,
Thầy Hưng có thể cho anh em ở đây trong lớp học này, đó là Thánh Linh có những ước muốn gì với thầy, ước muốn gì với thầy ạ? Là Thánh Linh muốn con cầu nguyện nhiều, dậy sớm cầu nguyện, học Kinh Thánh nhiều và yêu thương mọi người. À, rồi con đã bước thêm mấy cái điều đó chưa? Con đang tập tành và rèn luyện. Sao bố thấy con còn vẫn còn có thì giờ con phá cây cảnh của bố mà. Cái cây của bố bao nhiêu năm bố để dành, con dám là con phá cái cây của bố rồi, bố nói: Chúa ơi, anh em này, chúng ta để ý nhé. Thánh Linh có những điều ước muốn. Ngài ước muốn tôi và anh em sống yêu thương nhau. Ngài muốn chúng ta sống hòa thuận với nhau. Ngài muốn chúng ta sau những lần xung đột vì cứ chưa hiểu nhau thôi, Ngài muốn chúng ta hiểu nhau hơn, đồng cảm nhau hơn. Amen. Cầu thay, nâng đỡ, khích lệ lẫn nhau để cùng tiến bước với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Linh có ước ao, đó là chúng ta biết về Ngài nhiều hơn. Thánh Linh ước muốn của chúng ta sống thánh thiết. Thánh Linh muốn tôi và em sống đắc thắng. Thánh Linh có những ước muốn, đó là muốn sử dụng tôi, cuộc đời của tôi và em để rao giảng về danh Chúa Giê-xu ở tại Việt Nam của chúng ta và khắp thế giới này. Vâng 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 vâng. Thế thì trong các tiết đồng 17, theo anh em xác thực có những ước muốn không? Thánh Linh ước muốn tôi đắc thắng. Xác thực nó không bao giờ ước muốn tôi đắc thắng đâu. Nó muốn tôi thất bại. Amen. Anh em phải hiểu được chuyện này. Khi Thánh Linh của Chúa ước muốn tôi mạnh mẽ, anh em mạnh mẽ, xác thực muốn tôi và anh em yếu đuối phải không ạ? Để gì? Để nó dẫn ta đi. Đúng không? Chúng ta thấy khi ta yếu đuối, tư tưởng gì? Tư tưởng nảy số kinh khủng lắm, đúng không ạ? Cảm phát sóng về sách ở chỗ này bắn kinh lắm. Khi yếu đuối là gì? Ước gì? Ước gì bây giờ? Ước gì? Ước gì? Ước gì? Đủ các loại ước gì của xác thịt để làm nguôi ngoa đi cái xác thịt yếu đuối. Có đúng như vậy không anh em? Và nó cứ níu kéo tôi, nó cứ cầm tôi, em không thể nào tiến được. Cho nên em hãy biết rằng Thánh Linh có những điều ước muốn, và bên cạnh đó xác thực cũng có những điều ước muốn. Tôi muốn đây là bài học. Chiều hôm nay các tổ ta ngồi lại với nhau, mọi lần ta viết xuống một cột là những điều ước muốn của Thánh Linh, và một cột là những điều ước muốn của xác thịt đối nhau. Amen. Thí dụ như Thánh Linh muốn yêu thương thì xác thịt ghen ghét. Amen. Thánh Linh muốn tha thứ thì xác thịt là hận thù, phải không ạ? Thánh Linh muốn chúng ta sống thánh khiết thì xác thịt là muốn chúng ta phạm tội ô uế vân vân, phải không ạ? Thánh Linh muốn chúng ta đắc thắng thì xác thịt muốn ta thất bại. Thánh Linh muốn ta mạnh mẽ, xác thịt muốn ta yếu đuối. Chúng ta hãy viết xuống điều đó. Ngày mai hãy bước vào phòng học với bài tập đã viết xong. Amen không ạ? Amen không ạ? Cho nên anh chị em yêu của tôi, câu 17 là câu chúng ta tạm dừng hôm nay ở đây. Chúng ta sẽ học tiếp vào sáng ngày mai. Những điều tôi kêu gọi anh em, bước thứ hai hôm nay, đó là mạng lệnh. Với một mạng lệnh, hãy bước đi theo Thánh Linh sau khi được tự do. Nếu chúng ta không bước đi theo Ngài, chúng ta sẽ như gà ăn quẳng cối xay. Tôi là ví dụ về con gà ăn quẳng cối xay, đúng không ạ? Chúng ta giống như dân Israel, đó là đi lòng vòng trong đồng vắng. Đáng lẽ đi có mấy ngày là vào Canaan thôi, mà họ đi mất 40 năm. Ngày hôm nay có rất nhiều anh em, đáng lẽ chúng ta làm thầy rồi, nhưng ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ăn đồ mềm. Chúng ta vẫn thích uống sữa hơn là ăn đồ ăn cứng, vì họ không chịu bước đi theo Đức Thánh Linh. Trong cái bước số 2 này có một cái bước, đó là gì? Hãy biết xác quyền lực của xác thịt, phải không ạ? Nó có quyền lực không anh em? Gian dâm có quyền lực không? Có không? Bây giờ xin lỗi nói, một người nữ xuất hiện ở trong phòng nhóm này, ăn mặc hở hang một cái là mắt của chúng ta bắt đầu tia kinh khủng lắm. Đảo liền hả? Đảo như là mắt qua liền hả? Chúng ta đảo liền. Hay là chúng ta đang ngồi đây mà chúng ta nghe mùi rượu nàng hương hả?
bóc lấy một cái, lúc đó không biết anh Hà sao, đang giặt đi, ước gì. Anh em, chúng ta dễ bị điều này vượt, xác thực nó có quyền lực anh em, bản chất tội lỗi nó có quyền lực phải không ạ? Sự cám dỗ nó có quyền lực. Cho nên chúng ta phải biết, và nó có những điều ước ao, ước muốn phải không ạ? Rất nguy hiểm, hãy khám phá điều này anh em. Xác thực quyền lực, xác thực nó không bao giờ muốn Tuấn Anh đắc thắng. Hãy nhớ điều này, nó không bao giờ muốn tôi đắc thắng, nó muốn tôi tán ngã. Để làm gì? Trước nhất để nó làm cho Chúa cứu tôi xấu đi, danh của Chúa bị xấu đi. Thứ hai, vợ tôi, con gái và các anh em rất là buồn phải không ạ? Sao bố mình lại vậy? Em ấy, sao bố mình lại vậy? Còn Thánh Linh thì muốn tôi đắc thắng mỗi ngày. Thánh Linh muốn dùng tôi cho phúc âm của Ngài, cho tấm lòng của Ngài. Cho nên em hãy phát hiện nha, hãy biết quyền lực xác thịt nó ở trong này. Vì bản chất mà David từng nói rằng mẹ tôi đã hoài thai cho trong tội lỗi phải không ạ? Chúng ta đã có bản chất ở trong cuộc đời của chúng ta. Từ khi đang trong bụng mẹ ta là có bản chất tội lỗi rồi anh em. Cho nên khi ra đời, ba mẹ ta đâu có dạy con mình hút thuốc đâu. Có bao giờ ở đây có một người cha nào dạy con hút thuốc không? Tiếng, ba của con có dạy con cờ bạc không? Không bao giờ. Ba của con có dạy con uống rượu không? Không bao giờ. Tất cả những người cha sinh ra đều muốn dạy con của mình là không bao giờ biết những cái điều đó anh em. Nhưng bỗng nhiên một ngày kia đi đến đón trường thấy con của mình rồi thổi ra hình trái tim vì sức môi. Tôi tự nhiên đem cống đá về nhà, ủa cái gì đẹp thế này con, bình hoa cô giáo đưa con đem về, con làm lớp tổ trưởng hả, rồi đưa con về cũng cắt chùm mà. Anh em giật mình tái ngựa luôn chứ, sao con của mình biết bao nhiêu đây. Có nhiều người cha người mẹ bứt tóc vì cớ không biết tại sao con của mình lại trở nên như vậy. Nhưng Kinh Thánh cho ta biết đó là bản chất của xác thịt, bản chất của tội lỗi nó ở trong mỗi một chúng ta. Amen. Cho nên chiều này chúng ta cùng nhau đồng đứng lên đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta cho học chưa hết cái phần xác thịt, ngày mai ta sẽ đi tiếp và chúng ta sẽ thấy có nhiều điều rất là hấp dẫn giúp ta nhận ra để rồi chúng ta mới bước được với Đức Thánh Linh từng ngày anh em, chứ không phải một lần một đâu. Tôi chưa bao giờ Đức Thánh Linh nói với tôi rằng là chưa bao giờ Ngài nói với tôi rằng con chỉ cần ta dẫn con một lần nữa, không có. Mỗi ngày tôi đều xin Chúa dẫn dắt tôi, bởi tôi biết rằng giống như tôi là một em bé cần tay của người mẹ, người cha dẫn dắt mình đến trường mỗi ngày. Vì tôi biết rằng sống ở giữa trần gian này có quá nhiều hố, có quá nhiều hang, có quá nhiều sự cám dỗ, có quá nhiều quyền lực, phải không anh em? Và nếu chúng ta chụp chân một cái là chúng ta sẽ té ngã vào đó liền trong chốc lát. Cho nên tôi cần bước đi theo Thánh Linh, và để được bước này là phải nhìn thấy tôi có tấm lòng thế nào. Tôi quyết định bước ra khỏi tội lỗi chưa? Tôi đã được tự do chưa? Và sau khi tôi được tự do, tôi nâng niu, tôi quyết trọng những điều đó không? Và tôi quyết định sống để phát hiện quyền lực của xác thịt để mình không để nó dẫn dắt nữa không? Hallelujah. Xin ta cùng hiệp một. Hallelujah. Hãy cầu nguyện anh em, hãy cầu nguyện để lời của Chúa thẩm thấu vào bên trong mỗi một chúng ta hôm nay. Để lời của Chúa nhắc nhở cho tôi và anh em hôm nay, đừng xem thường sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và đừng xem thường quyền lực của xác thịt anh em. Nó đã từng giết hại cuộc đời của chúng ta rất nhiều lần khác nhau. Nó đã từng gạt chân chúng ta té ngã nhiều lần nhiều lúc khác nhau. Cho nên anh em hãy biết nó có những ước muốn. Đức Thánh Linh có những ước muốn rất là kỳ diệu, rất là tuyệt vời cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã không biết mà ta chiều theo ước muốn của xác thịt, chúng ta sống theo ước muốn của nó. Mà chính nó đã làm ứng nghiệm cái ước muốn của nó cho cuộc đời của chúng ta. Và cuối cùng đó là chúng ta hư mất, vì ta lấy một mình làm chúa mình. Chúng ta thật sự không nghiêm túc để đi với Chúa. Tôi cầu nguyện xin Chúa giúp cho tôi và anh em Cẩn thận với những bản chất của tội lỗi. Bởi vì Chúa đã tiêu diệt cái rõ trên thập tự giá rồi. Và Chúa muốn chúng ta thắng hơn mỗi ngày.
kính sợ Chúa hơn, kính sợ Chúa hơn mỗi ngày. Hallelujah. Kuramakata karamata kata. Tokuramata kata karamata kata kota keseta. Hallelujah. Xin mời một anh em thay mặt chúng ta dâng lời cầu nguyện. Thấy những điều gì chúng ta được học qua lời của Chúa sáng hôm nay. Xin mời một anh em hoặc nhiều hơn. Nếu ta thật sự thấy lời của Chúa đụng chạm nhắc nhở tôi và anh em, hãy lớn tiếng cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho anh em của chúng ta, cầu nguyện cho những người theo dõi loạt bài học này nữa, để mỗi một chúng ta biết lẽ thật sao chúng ta được tự do. Hallelujah. Tukusata Tukuramata karababa Tukuramata kusata kusata kusata. Hallelujah. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.